Tại kỳ SEA Games 30 trên đất Philippines, Điền Kinh đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 16 tấm huy chương vàng. Chứng kiến những thành tích ấn tượng của các vận động viên, đặc biệt là tấm huy chương đồng cho thấy nghị lực của Phạm Thị Hồng Lệ ở cung đường marathon, web thể thao đã tặng cho vận động viên người Bình Định này phần quà trị giá 10 triệu đồng. Đây là phần quà không quá lớn nhưng lại rất kịp thời và có giá trị về mặt tinh thần, giúp các vận động viên có động lực để mang vinh quang về cho nước nhà. Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn điền kinh tại SEA Games 30, web thể thao cũng đã tặng phần quà với giá trị tương tự cho các chân chạy đã giành thành tích cao tại kỳ đại hội năm nay là Quách Công Lịch, Quách Thị Lan và Trần Nhật Hoàng. Thực sự là em rất cảm ơn là món quà của web thể thao. Cho dù là món quà nó như thế nào, lớn hay nhỏ, nó không quan trọng. Và quan trọng là mọi người luôn ở bên em, động viên cổ vũ em. Từ cái lúc mà em thất bại từ ASEAN tới bây giờ, mọi người vẫn tin tưởng em. Và hôm nay thì em chỉ giành được huy chương vàng ở nội dung tiếp sức. Và em hy vọng là mọi người sẽ cùng đồng hành với em để SEA Games tới tại Việt Nam em có thể giành huy chương vàng tại nội dung cá nhân. Và em sẽ nỗ lực hết mình. Trước hết là em cũng cảm ơn web thể thao đã luôn đồng hành cùng em cũng như anh Lịch, và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn động viên cũng như là theo sát anh em từ đầu giải tới giờ, và bọn em rất cảm ơn rất là nhiều. Dạ, em rất là biết ơn và cho em gửi lời cảm ơn tới web thể thao đã dành tặng em một số tiền khá là lớn. Em rất biết ơn. Ngoài điền kinh, web thể thao cũng trao tặng món quà trị giá 20 triệu đồng cho vận động viên Vương Thị Huyền ở môn cử tạ. Đô cử người Bắc Giang xuất sắc đem về tấm huy chương vàng đầu tiên cho môn cử tạ ở hạng cân 45kg. Càng đặc biệt và cảm động hơn khi biết rằng Vương Thị Huyền muốn giành thành tích này cho người cha đột ngột qua đời ngay trước thềm Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2019. Có thể thấy, những món quà của web thể thao dành cho các vận động viên đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo là vô cùng kịp thời, bởi nó sẽ là sự khích lệ rất lớn đối với họ, để những người hùng của thể thao nước nhà sẽ nỗ lực tập luyện, thi đấu để không phụ công mong đợi của người hâm mộ.